chào tất cả các đồng chí chào tất cả các bạn lại là những cái câu chuyện đời lính của tôi khi chúng tôi hành quân sang đất châu đốc an giang thì lúc đó cái đơn vị của tôi thì có thay đổi một số các cái cán bộ nhỏ đó là trước kia thì anh vinh bị hy sinh đi rồi thì tôi là thay quyền trung đội trưởng nhưng mà chỉ là tạm thời thôi nên khi sang đến châu đốc uh, an giang á, thì uh, uh, lúc đó là tôi còn nhớ là anh lâm anh lâm là là quyền trung đội trưởng của cái trung đội tôi đó, còn anh phong thì vẫn là đại trưởng thì uh, thực sự là cái cuộc chiến tranh biên giới tây nam á, thì nói thực sự với các đồng chí là nó gần như là làm cho bộ đội ta là gần như là bận rộn suốt ngày Ít khi có cái thời gian mà được người nghỉ Nên khi chúng tôi mà hành quân sang đến đất Châu Đốc Thì cũng chỉ nghỉ được đúng 2 ngày Theo như tôi nhớ là nghỉ được có 2 ngày thôi Là chúng tôi là bắt đầu lại bước vào cuộc chiến rồi Thì tôi xin kể cái trận đầu tiên Mà chúng tôi vượt qua kênh Bình Tế Để sang bên đất Cam Là dạng sáng ngày mùng 1 tháng 1 năm 1979 thì lúc đó là quân đội ta là mở cái cuộc tổng tấn công để giải phóng nông Vây thì đơn vị tôi cái đại đội của tôi cũng như là trong cái đội hình của trung đoàn thì là đánh trận đầu tiên là khi chúng tôi vượt qua kênh bình tế thì cái trận đó thì nó gắn liền với cái cái kỷ niệm của tôi nên là tôi nhớ rất là rõ cái trận đánh đầu tiên đó thì cái trận đó là tôi nhớ như thế này vào buổi sáng đó thì chúng tôi là được lệnh là cơ động gấp có nghĩa là toàn bộ quân tư trang ba lô đó là để lại ở cứ còn tất cả là vũ khí súng đạn được trang bị là chúng tôi phải mang theo thì lúc đó thì thực sự thì lính như bọn tôi thì cũng không hiểu nhiều tại vì vừa sau đi sang đất cam đánh nhau mà lại không cho cho, cho chúng tôi mang quân tư trang mà lại chỉ có mang gọi là vũ khí trang bị thôi à, nên là chúng tôi cũng hơi thắc mắc cái điều đó một chút nhưng mà thực sự lúc đó rất là gấp gáp nên là cũng không không hỏi nhiều về cái việc đó thì nói thật sự với các đồng chí là như thế này cái khi mà chiến đấu ở trên đất hồng ngự thì như quân số nó hao hụt nhiều nói là một đại đội thôi nhưng mà chỉ còn tầm là khoảng độ 35 tay súng đó là cả cán bộ cả y tá tất tần tật cái biên chế cho một đại đội lúc đó thực sự là nó rất là thiếu thì cái kênh bình tế là nó như thế này kênh bình tế nó là cái kênh đào thì thỉnh thoảng thì nó có một cái cầu cầu nhỏ thôi chứ cũng phải cầu to đâu nói chung là cầu chỉ đi bộ qua được thôi chứ cái ô tô xe cơ giới là không không thể đi được Đấy. còn cái khi mà chúng tôi bắt đầu là tràn sang qua kênh bình tế để sang đánh một một bốt phía bên kia kênh á, là chúng tôi đi qua các cái cầu nhỏ đó rồi có nói chung là cũng cũng có anh em là đi qua cầu nhưng cũng có anh em là ào luôn xuống xuống cái kênh là bơi qua tại vì cái kênh nó thực sự ra thì lúc đó nó cũng tôi thấy nó cũng nhỏ thôi chiều rộng nó chắc khoảng tầm 25 mét 25 30 mét thôi cũng không có to lắm thì từ cái cứ của chúng tôi đó, đi lên kênh Vĩnh Tế thì chắc tôi áng chừng khoảng 5 cây số thì đến đó là chúng tôi là bắt đầu cái đại đội của tôi nữa là cái đại đội đi đầu đội hình của tiểu đoàn và cũng là vượt kênh bình tế đầu tiên cái cái hình thức vượt kênh là có hai đại đội cảnh giới và một đại đội vượt thì đại đội tôi là đại đội vượt đầu tiên sau đó là vượt theo cuốn chiếu thì khi chúng tôi vượt qua được kênh bình tế sang bên kia là đi khoảng nói chung là lúc đó là sang đến bên kia là chúng tôi là phải dàn đội hình rồi sẵn sàng là bắt đầu là đánh địch rồi thì cái phía địch phía địch ở bên kia kênh thì bắt đầu nó phát hiện được là khi chúng tôi tràn sang là bắt đầu là nó sử dụng các cái loại đạn như là, là cối 60 cối 82 là nó bắn nhưng mà thực sự là cái khi đó là có vẻ như là nó cũng rối loạn vì cũng có các cái đơn vị khác là không biết là quân đoàn 4 hay là của cái đơn vị nào là người ta đã đánh ở cái phía bên tay trái chúng tôi là nghe xa xa là súng nổ rất là tợn Đấy, nên là có vẻ nên là cái 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 hỏa lực của bốt khi đó nó bắn thực sự là không tập trung lắm nên là chúng tôi tiếp cận được lên cái bờ 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 kênh ấy, là nó cũng rất là nhanh thì khi tiếp cận được lên bờ kênh ấy, thì cái đại đội của tôi do đồng chí Phong chỉ huy ấy, là nói chung là tiếp cận an toàn thì phía sang nhìn sang cái phía bên kia ấy, là chúng tôi nhìn thấy rất là rõ là các cái 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 cái, cái, cái hỏa lực của bốt nó bắn là chúng tôi nhìn rất là rõ nhưng mà hỏa lực thì nó bắn cũng không được tập trung Nói chung là bị lệch lạc rất là nhiều Nên là khi chúng tôi vượt kênh là cũng không bị thương vong mấy Thì tôi nhớ là khi đó là đồng chí Phong ấy phân chia cho cái mũi tôi là 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 đánh đánh chéo về hướng cánh trái đó, Và một cái mũi uh, kia là đánh chéo về hướng phải Và còn đại đội với một cái trung đội 1 là người ta đánh ở giữa Có nghĩa là chúng tôi đánh theo cái hình kiểu chữ V Để để tiện cái hình thức là, là chi viện cho nhau nữa thì thực sự nói đến tài chỉ huy uh, uh, cấp đại đội uh, thì phải nói đồng chí phong là một người chỉ huy cũng rất là giỏi. ở trong các cái lần tác chiến ở bên campuchia thì tôi sẽ kể cho các đồng chí nghe. thì cái, cái mũi của tôi uh, khi vận động lên cái hướng cánh trái đi lên uh, thì bắt đầu là bắt đầu đụng bốt là chúng tôi bắt đầu là dàn trái đội hình, và bắt đầu là bắn nhau với 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 bọn pút ở đó. có nghĩa là đánh giặc co nó cũng rất là mạnh, lực lượng của nó cũng rất là mạnh nó nhằm cái mục đích là nó chặn đường để 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 không cho ta tấn công sang nên là các cái vị trí hỏa lực của nó cũng như là các cái khẩu 12 ly 7 của nó các cái khẩu đại liên là nó bố trí vì là khi qua kênh mình tế sang bên kia là nó có một cái bờ bao thì toàn bộ cái phía bờ bao đó là bộ bột bốt nó 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 chốt ở đó thì cái mũi tôi là đánh cánh trái thì khi chúng tôi lên cánh trái thì nói chung là ban ngày khi chúng tôi sang là nó bị nói chung là nhìn quan sát chúng tôi thì bọn post thì có lẽ là nó nhìn cũng rõ thôi nói chung là mục tiêu cũng không chúng tôi cũng không giữ bí mật đó nên là lúc đó là nó dùng hỏa lực là nó bắn vào cái mũi tôi rất là nhiều bắn vào cái hướng của chúng tôi rất là nhiều nhưng mà phần lớn là đạn là bay lên trên 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 cao là nhiều thì lúc đó thì ở đó thì nó có có các những cái bờ ruộng rồi các cái mô đất rồi cũng như các cái ụ mối ấy, là nó rất là nhiều nên là chúng tôi lợi dụng được vô đó nên là tiếp cận được và sau đó là bắt đầu chúng tôi triển khai đội hình bắt đầu là đánh lại thì thực sự là lúc đó cái mũi bọn tôi cũng không lên được tại vì là không tại, tại, cách nào mà để tiếp cận được cái bờ bao cả mà thực sự là tôi cũng có kinh nghiệm chiến đấu hồng ngự tôi sợ nhất khi mà tiếp cận lên bờ bao là sợ là bọn bốn bốt nó sẽ gảy mình ở đó nên là còn lúc đó là đồng chí lâm thì thực sự là đồng chí lâm chỉ huy nhưng mà là Chung đội trưởng chỉ huy nhưng mà đồng chí lâm là trong trường ra thôi chứ thực ra mà trải nghiệm chiến đấu là chưa được như bọn tôi đó là nhưng mà dù sao thì đồng chí ấy cũng là chỉ huy nhưng mà thực sự là cái bản lĩnh chỉ huy của đồng chí Lâm là sau này thì mới được nâng cấp chứ còn cái trận đầu tiên mà khi tham gia với chúng tôi thực sự là đồng chí Lâm là hơi bị lóng ngóng mà có phần là nói chung là là sợ nên là gần như lúc đó tôi cũng gần như là tôi lại cũng thay quyền trung đội trưởng đó thì tôi mới bảo là anh em là lùi lại không tiến công nữa mà lùi lại là tìm cách vòng xa ra chứ nếu như mà mình cứ tiếp tục tấn công lên cái bờ bao thì cái khả năng hy sinh rất là nhiều thì khi tôi 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 bảo anh em là cái mũi của cái cái, cái tiểu đội của tôi ấy, thì lùi lại khoảng độ tầm 30 mươi mét thì bắt đầu chúng tôi bò lợi dụng các cái địa hình địa vật là chúng tôi bò vòng 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 thì lúc đó thì tôi mới phát hiện được là một cái khẩu 12 ly 7 ấy, là nó đặt ở trên cái bờ bao Đấy, nó chôn ở dưới cái hầm á, thì rất là thấp nó lò có mỗi cái, cái cái thân súng lên phía trên thôi quan sát rất là rõ cách cái vị trí tôi là khoảng tầm 250 mét đó nhưng mà với cái khẩu khẩu tiểu liên AK thì thực sự là không thể thể tiêu diệt được cái khẩu 12 ly 7 của nó được mà cái khẩu 2, 12 ly 7 nó chi viện rất là 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 nó chặn đường anh em nó cản bước bộ lính ta rất là tốt thì cái lúc đó là tôi mới bò được xuống một cái hốc như là cái hốc châu đàm nó ngang cái tầm bụng thì nó nước thì nó không có nhưng mà bùn nó sột sệt nên là chúng tôi loay hoay trong cái hốc châu đàm tại vì nó thực sự là lúc đó bạn đạn nó bắn rất là rát thì đồng chí niên với tôi là với một đồng chí tôi không nhớ tên lắm cái đồng chí đó là lính mới mới bổ sung vào tôi cũng không được nhớ tên lắm Tôi chỉ nhớ là đâu là quê cũng là ở Hà Nam Ninh hay là quê ở đâu đó. Thì cái lúc đang bò thì tôi lấy tay tôi vẫy, tôi bảo ý là bò lại cái chỗ cái 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 hốc châu đầm đó để để né đạn với anh em tôi đang ngồi đó. Đang nấp trong đó thì đồng chí này bò lại gần đến nơi thì ăn liền một viên 12 ly 8. Ăn là một viên là tôi nghe cái hự một cái thì tôi nhìn quay lại thì đồng chí dính đạn. Nên tôi mới nói Đồng chí niên bỏ chết rồi cái thằng kia nó nó khả năng nó dính đạn nó chết rồi thế đồng chí năm mới bảo là à, đồng chí niên mới bảo với tôi là mày cầm cái khẩu b 41 cho tao Nên, để tao lên tao kéo cái thằng kia xuống đây thì à, tôi không cho đồng chí niên lên kéo tôi bảo chết thì đừng nào nó cũng chết rồi không được không không được lên kéo đồng chí niên có bảo thôi để biết đâu nó đang bị thương mày để tao lên tao kéo thế tôi mới bỏ đồng chí điên thôi mày, mày lại cảnh giới tao để tao lên tao kéo thì cái lúc nó ngớt cái tầm đầm, tầm đạn của nó đi cái thì tôi chạy tôi bò lên tôi kéo được cái cái xác đồng chí ấy xuống cái chỗ cái hốc châu đầm với với bọn tôi thực sự với các đồng chí là bùn rồi máu nó bê bết không biết chỗ nào bằng thì nhìn mãi nhìn mãi thì thấy ngang nách ở ngang cái hố nách đó thì thấy có một vết đạn mà nó bắn xuyên một cái là chéo sang phía sau lưng thì tôi mới lật lại cái phía đường sau lưng thì tôi thấy là cái 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 bong bóng nó có phèo rồi thì tôi mới biết ngay là viên đạn này là nó đi vào phổi rồi nên là không 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 thể làm gì thì chỉ thì nói chung chỉ được có một vài phút là cái đồng chí đó hy sinh luôn thì lúc đó là còn hai anh em tôi thì tôi cứ suy nghĩ bây giờ làm cách làm sao đó để tiếp cận lại được mà bắn hạ cái khẩu 12 ly 7 của nó mà lúc đó nó bắn rất là gian cũng may là chúng tôi cũng trốn được trong cái cái hốc châu đàm đó nên là cái, cái cái cái, chúng tôi né nằm ở trong đó nên chúng tôi cũng né được đạn mà nó đã quan sát thấy hai thằng tôi lại đó rồi thực sự là không không nếu như ngoi lên là dễ bị 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 bọn nó bắn không biết cách làm sao thì hai anh em cứ nằm cộng với cái xác đồng chí đó chết ở đó nữa là hai anh em cứ nằm ở đó thỉnh thoảng tôi cứ ngoi đầu lên tôi quan sát thì cái đến cũng may cho chúng tôi là đến cái lúc là cái lực lượng của các đại cái đội khác đơn vị khác là người ta đánh người ta bắn cũng rất là áp đảo thì bọn này nó quay súng ra các cái hướng khác để để, để nó bắn chi viện cho cái bọn buôn post thì thực sự ở trên bờ đê đó thì nó chốt cũng phải tầm cỡ một đại đội ở trên cái bờ đê đó. nhưng mà riêng cái khẩu 12 ly 7 là nó chôn thẳng lên trên cái bờ bờ quai luôn Đấy, thường thường thì như trong các cái trận đánh thì người ta thấy là 12 ly 7 là đa số là người ta ở cái tuyến sau nhưng mà đường này là nó chôn thẳng lên trên cái bờ bao để nó dùng nó quét bộ binh ra thế tôi với bỏ đồng chí điên bây giờ là anh em mình là đánh lên nó rất là mạnh rồi nên là hắn cũng không thể kiểm soát được cái hướng đường này nữa thì bây giờ mày cảnh giới cái tao đưa khẩu b 41 để, để tao lên tao tiêu diệt cái 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 cái, cái khẩu 12 7 của nó thế đồng chí điên uh, bảo thôi b 41 mình sử dụng không quen mày để tao lên tao bắn cho tôi lên tao bắn cái cái, cái khẩu 12 ly 7 của nó chưa thế xong thì nghĩ sao thì hai hai chúng tôi để cái xác tử sĩ đó lại và tờ, chúng tôi hai tôi khẩu tiểu liên AK là yểm trợ cho đồng chí um, Niên nó là tìm cách đi chéo lên cái phần phía đường D Đấy, để để quan sát kỹ và tiếp cận lại gần để bắn cái khẩu 12 ly 7 thì trong khi chúng tôi tôi với đồng chí Niên bắt đầu lom khom bắt đầu thoát được cái, cái 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 chỗ đó thoát được cái chỗ đó thì chúng tôi nhìn lại phía sau á, thì là cũng thấy là cái trung đội của tôi là cũng đang còn là là vận động lên rồi nên là thực sự là khi chúng tôi hai chúng tôi lao lên trước á, thì cũng thấy là rất là yên tâm thì chúng tôi bò tìm mọi cách nhưng nói thật sự với các đồng chí là chứ không phải là tiếp cận là tiếp cận lại được ngay chúng tôi cứ phải lợi dụng rồi bò Đấy, rồi để tìm cách né cái đạn của nó nữa mà cái khi mà mình nằm ở, ở các cái bờ ruộng á, bờ ruộng ụ mối á, thì các, các các đồng chí biết rồi cái 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 đạn nhỏ nó bắn rất là kinh kinh là cái tiếng nghe cứ phập 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 là nó cắm vào đất rồi nó bụi lên rất là, là là, là sợ rồi những cái tiếng rít của cái đạn mà nó bắn vào các cái vật cứng rồi nó bắn cái đầu đạn nó bắn là nghe cứ veo cái là rất là sợ nó liệng nhưng mà thực sự là chiến trường thì chúng tôi cũng quen với cái tình trạng đó rồi nên là thấy nó cũng bình thường thôi mà thực sự với các đồng chí khi khi ém quân thì nó hồi hộp thôi chứ còn cái khi mà đã nổ súng rồi thì nó say say cái mùi thuốc súng say máu lên là thực sự với các đồng chí là rất là hăng nó phải tưởng tượng là cái lúc đó là sức khỏe phải khỏe lên gấp đôi thì đồng chí niên là vận động ngang với tôi hai chúng tôi là cứ thế vận động lợi dụng địa hình địa vật cứ thế là chúng tôi vận động thì vận động thì cách cái khẩu 12 ly 7 tôi án chừng lúc đó khoảng tầm 6 đến 70 mét Nói chung là nhìn thấy cái đầu thằng Bôn Bốt với một cái thân súng khẩu 12 ly 7 là cứ thế nó quét đi quét lại Là cái hướng ở, cái hướng cánh trái của tôi mà nhìn chéo lại là nhìn thấy như vậy Thì cái phía gần chúng tôi á, khoảng tầm 2, hơn 20 mét 30 mét là nhìn thấy là cái bọn Pulpot là bọn sử dụng AK á, là nó nằm ở cái phía bên đó thì cái mục đích của chúng tôi lên là chủ yếu là để tiêu diệt cái khẩu 12 ly 7 còn cái bọn bắn AK thì chúng tôi lại lại không đáng sợ mà khi đó là lúc thực sự là mấy cái thằng post mà nó lên trên cái bờ bao nó bắn AK thì thì nó lại không quan sát sát thấy chúng tôi thì cái lúc đó là đồng chí Niên cứ cầm cái khẩu mười cái, cái khẩu B41 đó lay hoài mãi, lay hoài mãi mới tìm được cái vị trí để bắn nó thuận lợi, làm cái động tác quỳ, là ngắm đi ngắm lại tôi thấy là chính đường đạn là chính đi chính lại một lúc tôi mới sợ là đồng chí nó tâm lý không bắn được thì tôi khoát cái tay thì đồng chí lại giơ cái tay lại ý là là, 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 là để tao bắn thế là bắn một phát b 41 là đồng chí nên bắn trúng cái khẩu 12 ly 7 bắn mà khi khi tôi không nói 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 phép với đồng chí một các đồng chí một tí nào là nhìn thấy cái khẩu 12 ly 7 là nó văng ra nó trúng quả đạn b là nó văng ra thì cái bọn đầu cái bọn cái phía bọn Pol Pot mà nó sử dụng các cái tiểu liên AK ở trên cái bực bờ, bờ bờ đê á là bắt đầu là nó nó thấy cái khẩu 12 ly 7 bị, bị 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 trúng đạn B ấy, là bắt đầu là nó quay súng lại các loại tiểu liên AK rồi các cái súng RBD của bọn nó là nó nó quất lại hứa của chúng tôi. Thì thực sự lúc đó là chúng tôi cũng nằm chịu trận cũng không lên được. Nó quất lại rất là mạnh thế thì cái khẩu 12.7 khi chúng tôi dọn được rồi cái thì các cái 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 trung đội 3 với các cái đơn vị khác các cái đại đội khác là người ta bắt đầu đánh ập lên cái bờ quai thì đánh ập được lên cái bờ quai thì lúc đó là bọn bôn bốt là là bắt đầu là nó rút nó rút xuống cái phía dưới bờ quai cái là nó bỏ nó chạy đó là khi chúng tôi đánh ập lên được là, là là rất là may mắn là là không 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 bị hy sinh nhiều các đơn vị thì cũng hơi sinh là chỉ mỗi đại đội một hai đồng chí thôi nhưng không có nhiều thì khi giải quyết được cái khẩu 12 ly 7 là 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 cũng may là các cái đơn vị khác người ta chi viện kịp nên cái hướng chúng tôi là là đạn nó cũng chi phối đi nhiều nên là nó đỡ hơn sau đó là cái trung đội của tôi là thấy đồng chí Lâm là đồng chí với vận động là cái thúc quân lên sau Đấy, nên là cũng thực sự là trong cái lúc chiến đấu thì tôi cũng rất là thông cảm cho đồng chí Lâm Tại vì nói là sĩ quan nhưng mà để kinh qua trận mạc thì đồng chí này chưa chưa kinh qua trận mạc. nên là cũng chưa có cái sự là 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 gan lì như chúng tôi được. Thì khi chúng tôi bắt đầu là cái đại đội tất cả các đại đội của chúng tôi này là lên áp sát được cái bờ 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 bao thì thì bắt đầu là bọn Bồn post nó bùng ra nó chạy. Cái xạ thủ B40 B41 rồi RBD là chúng tôi có đầu là 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 quất xuống, quất xuống xong bắt đầu là hô xung phong là chúng tôi tràn bắt đầu truy kích, cứ thế là bọn tôi đánh truy kích. Đánh truy kích là đánh cho một cái phải đến tôi ước tính là phải lùa bọn buôn post là nó phải chạy đến tầm cỡ hơn một cây số rồi thì chúng tôi mới dừng lại. Cứ thế là ngoài cánh đồng chúng tôi chạy. Chạy truy kích. Truy kích mà tôi thực sự là cái bản chất của tôi bắn bắn AK là cái khi chúng truy kích thì truy kích như vậy thôi đấy nhưng mà chỗ nào là nghi ngờ là phải bắn ngay chứ không bao giờ là là, là phải nhìn thấy bốt với bắn ví dụ như trong các cái bụi rậm này các cái ụ mối các cái gốc cây này đấy mình nghi ngờ nó có thể là không thấy nó đâu nhưng mà chúng tôi bắn là cứ 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 thế là nhịp nhàng chúng tôi chỉ kích lên thì tôi truy kích lên đến tầm hơn cây số thì chúng tôi bắt đầu lại dừng lại thì lúc đó là bắt đầu là là, là là tất cả là đại đội là anh em cũng đã lên đến đến nơi thì cái lúc đó là mở chiến dịch thì thực sự là không biết là các cái quân đoàn đơn vị khác là đánh như thế nào nhưng mà riêng cái trung đoàn 10 chúng tôi là không có xe chở đâu mãi cho đến cái khi mà lên đến uh, công bông chư pư hay là công bông chư năng gì chúng tôi phải đánh vận động lên đó đánh qua tà keo rồi đánh lên mãi trên đó thì lúc đó bắt đầu là mới có ô tô chở đó, là mới mang chở ba lô rồi quân tư trang của chúng tôi còn đâu là lúc từ cái khi mà ở kênh Bình Tế, vượt kênh Bình Tế, đánh suốt cho mấy ngày trời như thế đánh vô đến lên đến đánh sang đến lên đến tà Kèo, đánh sang cái tà ly tà lập rồi đánh cả vô cái tỉnh gì nữa là cái địa danh gì gọi là, là cambodia đó là đánh cái khu vực đó là trong cái thời gian đó là bọn tôi không có quần áo để thay thôi chỉ có một bộ quần áo thôi đó, nên đây là cái trận đầu tiên mà chúng tôi là đánh Pol Pot ở cái cái, cái cái, cái cái vượt qua kênh Bình Tế đánh chiếm cái bờ bao đó. là cái trận đó là thực sự là cái thời gian đánh thì cũng không khoảng độ 2 tiếng đồng hồ là chúng tôi chiếm được cái cái bờ bao đó tất nhiên là là là, là, là cái chiến công đó thì cũng không phải riêng cho mình ai thực sự là không có cái lực lượng cối ở phía sau cái lực lượng hóa lực chi viện kịp thời chúng tôi thì chưa chắc là bộ binh chúng tôi đã chiếm được bờ bao nhưng mà cũng may nhất cho chúng tôi là cái bờ bao đó là nó không gầy mìn chứ không nhiều cái trận nói thật với các đồng chí khi sang đất campuchia mặc dù có khi là đánh là nó bật chốt nó chạy rồi đấy nhưng mà khi bộ đội mình lên còn dính cả mìn nhưng mà cũng may nhất là cái trận đó chúng tôi không bị dính phải mìn thì cái câu chuyện tôi kể với các đồng chí là như vậy Cuối cùng là xin chúc tất cả các đồng chí sức khỏe và hạnh phúc.